Gà nấu chanh ớt đi đại ca ơi. Ok luôn, mình cũng đang thèm món này. Món nào cay cay là mình thích à. Còn đây á là cánh gà, giò gà và đầu gà. Con gà mình thích nhất là mấy cái này, cho nên á mình mua về mình nấu. Còn đây á là nguyên liệu mình cũng đã chuẩn bị sẵn: sả, ớt, tỏi, chanh, củ cải trắng. Còn đây là lá chốt mình để trong nồi lẩu á, nó tăng thêm hương vị của nồi lẩu mình rất là thơm luôn. Còn cái phần rau ăn kèm á là bắp chuối bào nè, rồi rau muống, không thể thiếu lá quế nè, với ngò gai nữa. Gà thì mình chặt cho vừa miếng ăn nha. Rồi sau đó mình phi tỏi, ớt, sả cho nó thơm, mình có để một mớ sả cây vào nữa. Rồi mình cho gà vào, mình xào cho nó săn lại, rồi hả cho nước vô. Tiếp tục thì mình cho củ cải trắng nè, rồi lá chốt nữa, mình cũng có sắc một mớ mỏng lá chốt ra nữa. Bắt đầu thì mình nêm luôn. Mình nêm á, gia vị thì cũng bình thường thôi, nêm đường, bột ngọt, nêm lúc đầu như vậy thôi, chút xíu thì mình nêm lại nữa. Mình nấu á chừng nào mà gà gần chín á, rồi mình hả cho ớt vào. Sau đó thì mình cho nước cốt chanh vào luôn. Rồi á mình nêm lại cho vừa cái khẩu vị của mình nha. Cái món này á thì nó chua chua ngọt ngọt cay cay nó mới ngon. Chào tất cả mọi người, lẩu gà ớt chanh của mình cũng đã xong rồi nha. Cái này là mình có để lá chút vô nè, đó nó rất là thơm nha. Này thì mình rau ăn kèm nè, đó bắp chuối nè, rau muống nè, đó lá quế, ngò gai. Cái này thì mình ăn với bún, rồi chấm ớt chiêu chanh. Thôi mời tất cả mọi người ăn với mình nha. Cho lá quế vô thôi. Bỏ lá quế vô là thơm rất là ngon nha. Mò gai luôn à. Rồi chấm gà gà nè, thơm rất là ngon. Đây thì mình nhúng chú bào. Với rau muống luôn. Mình ăn bao nhiêu mình bỏ bấy nhiêu thôi. Mình cho vào một miếng nước vô bún nha. Ớt chảy đâu hết rồi. Ớt đây. Nè là có để sả nè, rất là thơm luôn, sả với lá chút á. À, thôi mời tất cả mọi người ăn bún mình nha. Mình nêm này á là chua chua ngọt ngọt cay cay nha. Mình gấp mấy này ra nè, để hồi nó chín gục cho ăn ngon. Mình phải ăn cánh đầu với giò nha, cho nên mình đi chợ mình mua cánh đầu giò về mình làm. Làm miếng giò chấm miếng muối. Quá nóng. Chua chua ngon mặt đã. Đã mình vớt một mớ ớt rồi. Hấp miếng muỗng ớt nè. Nước nấm. Ăn ớt vừa nấm đã. Chân gà nóng.